Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay thì có một khách hàng qua đi cây để xóa cặp lông mày của mình. Và bạn là một trường hợp khá là đặc biệt, bởi vì lông mày của bạn thì mới chỉ làm được khoảng 3 tuần thôi, nhưng bạn đã quyết định là xóa đi. Thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn Huyền một chút để bạn chia sẻ kỹ hơn về câu chuyện của bạn và lý do tại sao bạn quyết định xóa đi cặp mày nhé. Dạ, chào bạn Huyền ạ. Dạ, em chào chị. Bạn Huyền ơi, bạn có thể chia sẻ một chút về cái quá trình làm mày trước đấy của mình được không ạ? Dạ, thì em mới làm xong nhưng mà dáng mày nó hơi bị lập và nó không hợp với khuôn mặt của em á, nên là em muốn xóa đi để cho nó bớt được cái dáng xấu của nó. Dạ. Như mình biết là bạn Huyền cũng mới làm mày thôi đúng không? Vâng, em mới làm đây ạ. Cũng làm được 3 bông thì cũng được 3 tuần rồi đấy. Dạ. Mình mới làm được bông được 3 tuần thì cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà da của mình nó vẫn chưa hoàn toàn là bình thường hoàn toàn trở lại, và cái mực thì nó cũng chưa đẩy lên hết. Nhưng mà qua ống kính thì các bạn có thể nhìn thấy thì dáng mày của Huyền thật sự là nó không hề cân đối lắm, và mực thì cũng đẩy lên thì nó chưa được no mực đó. Nhưng mà hôm nay Huyền đã quyết định đi xóa bởi vì cái dáng mày thì hơi thô, hơi cứng và không được hài hòa với gương mặt. Vậy Huyền ơi, thì trước khi Huyền đến với đi cây, Huyền có tìm hiểu gì về đi cây không nhỉ? Dạ, em có tìm hiểu rồi em mới đăng ký làm ở đi cây ạ. Thì trước khi tìm hiểu là Huyền tìm hiểu qua bạn bè hay là mình tự tìm hiểu trên Facebook á? Dạ, em tự tìm hiểu trên Facebook với lại nghe một số review của mọi người trên hội á. Thì khi mà đến với đi cây thì Huyền có nỗi lo nào đấy trước khi mà mình thực hiện xóa laser này không, hay là mình đã tìm hiểu và mình đặt hoàn toàn niềm tin vào đi cây rồi? Em sợ đau thôi, chứ em đặt niềm tin vào đi cây nhưng mà mỗi tội sợ đau mà. À, mình vẫn lo sợ đau đúng không? Vâng. Thế bạn có sợ bị tổn thương hay là trắng cháy chuỗi lông gì không nhỉ? Chắc là không, tại vì em cũng đã xem một số hình ảnh mà đi cây thực hiện ở trên Facebook ấy, thì cũng không lo tới phần mà bị cháy chuỗi lông cho mấy. Có nghĩa là mình đã có hoàn toàn niềm tin vào cái công nghệ laser tại đi cây đúng không ạ? Yeah. Và mình còn chỉ mỗi một nỗi sợ duy nhất là sợ đau đúng không? Yeah. Cái này thì mình sẽ mời chuyên gia thực hiện laser ngay cho Huyền bây giờ để Huyền có thể trải nghiệm thực tế nhất nhá. Thử xem là cái đi laser của đi cây có giúp Huyền xóa tan đi cái nỗi sợ đó không nhá. Dạ rồi, sẽ bắt đầu. Và bây giờ thì chuyên gia của chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện xóa laser lông mày cho Huyền. Và như mình đã chia sẻ ban đầu thì bởi vì mực của gốc mực của Huyền thì mới làm được 3 tuần thôi, và mực thì đẩy màu lên chưa no. Cho nên là chúng ta có thể như thể thấy là cái gốc mực xóa thì sẽ không hề gây tổn thương, bởi vì rất là nhiều khách hàng cũng thắc mắc cái điều này là sợ là khi mà da của mình chưa hoàn toàn ổn định, gốc mực đẩy lên chưa no thì có liệu có tổn thương không. Và đây là kết quả nhé, ống kính zoom cận một chút nhé. Chuyên gia có thể gạt lại mày một lần nữa cho các bạn đang theo dõi livestream xem kỹ hơn cho em được không ạ? Đó, phần mực đã được xử lý và không hề có dấu hiệu tổn thương trên vùng da đấy. Huyền ơi, thì mình có đau rát hay khó chịu như mình tưởng tượng ban đầu không nhỉ? Không, nó chỉ hơi châm chích một tí. À, thế là đi cây đã giúp Huyền xóa tan nỗi sợ cuối cùng chưa ạ? Dạ, được rồi ạ. À, vâng ạ. Thì em mời chuyên gia tiếp tục thực hiện phần bên còn lại nhé. Dạ, thì các bạn cũng có thể nghe đây là những cái chia sẻ thực tế nhất từ khách hàng của đi cây. Bởi vì công nghệ siêu laser Bicomac 2022 tại đi cây thì sẽ chỉ tác động và phá vỡ đi cấu trúc hạt mực, chứ không hề tác động lên vùng da, cũng như là không hề làm tổn thương vùng lông mày cần xóa. Cho là các bạn hoàn toàn yên tâm với công nghệ này nhé. Vâng ạ, và bây giờ thì em mời chuyên gia cho Huyền xem cái kết quả, cũng như là để Huyền có thể cho các bạn theo dõi livestream một lời nhận xét để nghe kết quả ngay sau một lần mình đã hút ạ. Đi cơ nhá. Dạ, nó mờ, nó cũng mờ đi được cái màu nâu lúc đầu. Dạ. Thì mới chỉ hút một lần nghe thì Huyền cảm thấy hài lòng không? Dạ được, em thấy hài lòng lần đầu tiên. Với tất cả những gì mà mình đã trải qua tại đi cây và với lòng tin khi mình đã đặt tại đi cây thì Huyền hãy kiên trì để mình xử lý được cặp mày sạch nhất có thể nhé. Vì mình biết là Huyền đã đăng ký liệu trình xóa mày tại đi cây đúng không ạ? Thì các bạn đang theo dõi livestream này thì hãy cùng chờ đón cặp mày cuối cùng của Huyền sau khi đã xóa xong. Và các bạn hãy đã nghe thấy những gì Huyền chia sẻ đúng không? Không hề đau và không hề tổn thương đâu ạ. Vậy nên là hãy nhanh tay inbox lên cho fanpage của đi cây nếu như các bạn đang có vấn đề gì về mày môi nhí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.